Chào các bé. Các bé có biết tại sao mùa đông lại lạnh, mùa hè lại nóng không nào? Để hiểu rõ hơn, trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các mùa trong năm các bé nhé. Mỗi năm thì có 12 tháng, bắt đầu từ tháng 1 cho đến tháng 12, và cứ lặp đi lặp lại như vậy. Và mỗi năm thì được chia ra là 4 mùa, bao gồm mùa xuân, mùa hạ, hay còn gọi là mùa hè, mùa thu, và cuối cùng là mùa đông. Mỗi mùa như vậy tương ứng với 3 tháng trong năm. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về mùa xuân các bé nhé. Mùa xuân thì bắt đầu từ tháng 1 cho đến tháng 3. Đặc điểm về thời tiết để nhận biết mùa xuân là không khí mát mẻ. Cây cối sẽ đâm chồi, nảy lọc, ra lá, ra hoa xanh ngát. Điểm đặc biệt mà các bé dễ nhận biết mùa xuân nhất chính là ngày Tết. Ngày mồng 1 Tết Nguyên Đán cũng chính là ngày đầu của mùa xuân theo âm lịch. Vào ngày Tết, ngày đầu năm, ngày đầu xuân, mọi người thường vui vẻ, chúc nhau sức khỏe để cầu mong một năm bình an và hạnh phúc. Riêng các bé thì sẽ được lì xì, có quần áo mới, được đi thăm họ hàng, được ăn nhiều bánh kẹo ngon. Đó chính là mùa xuân, còn mùa hạ thì như thế nào? Nếu mùa xuân kết thúc ở tháng 3, thì mùa hạ bắt đầu ở tháng 4 và kết thúc ở tháng 6. Đặc điểm báo hiệu mùa hạ đến, các bé có biết là gì không nào? Về âm thanh, thì đó chính là những âm thanh chói tai đến từ những chú ve. Về màu sắc báo hiệu mùa hạ, thì đó chính là những cây phượng nở hoa màu đỏ rực. Và mùa hạ cũng là lúc các bé hoàn thành xong năm học và được nghỉ hè. Cho nên mùa hạ còn được gọi là mùa hè. Thời tiết mùa hạ, mùa hè thì rất oi bức, nóng nực, nắng nóng. Mùa hè thì chúng ta thường có những kỷ niệm đẹp như được về quê ông bà nội, ông bà ngoại, được đi học bơi, được chơi đá bóng, được ăn kem, được đi chơi cùng bạn trong xóm từ sáng tới chiều. Và điều tuyệt vời nhất đối với các bé có lẽ là chúng ta được nghỉ học. Mùa hạ, mùa hè, tuy hơi nóng, nhưng có lẽ đây là mùa của kỷ niệm đẹp đúng không nào các bé? Tiếp tục là mùa thu. Mùa thu thì bắt đầu từ tháng 7 cho đến tháng 9. Hiện tượng thời tiết báo hiệu mùa thu đến là những cơn mưa xuất hiện ngày một nhiều, lá cây bắt đầu rụng, không khí mát dần lên. Khoảng tháng 7 và tháng 8 thì chúng ta vẫn còn được nghỉ hè. Tuy nhiên, đến cuối mùa thu, tức là tháng 9, thì chúng ta phải đi học lại, bắt đầu một năm học mới các bé nhé. Vì vậy, mùa thu còn được gọi là mùa đến trường. Thôi tạm biệt mùa thu, chúng ta sẽ đến với mùa đông các bé nhé. Và mùa đông cũng là mùa cuối cùng của một năm. Mùa đông thì bắt đầu từ tháng 10 cho đến tháng 12. Dấu hiệu thời tiết báo hiệu mùa đông đến, đó chính là thời tiết trở lạnh. Có một hiện tượng thời tiết rất đặc trưng của mùa đông, đó là tuyết rơi. Tuy nhiên, ở nước ta thì chỉ có Sapa mới có tuyết. Sapa là một thị trấn thuộc vùng cao của huyện Sapa, nằm trong tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Một số tỉnh ở miền Bắc nước ta thì sẽ bị rét, tức là rất lạnh. Với mùa đông thì chiếc áo khoác, chiếc áo gió, chiếc áo ấm sẽ là người bạn của chúng ta mỗi buổi sáng. Mùa đông thì có hai ngày lễ rất đặc biệt. Một ngày lễ nhà giáo Việt Nam là ngày lễ để chúng ta nhớ đến công ơn thầy cô. Đó là ngày 20 tháng 11, vào ngày này chúng ta sẽ tặng thầy cô những cành hoa hoặc đến nhà thăm thầy cô. Và ngày lễ thứ hai đó là ngày Chúa sinh ra đời, hay còn gọi là lễ Giáng sinh, lễ Noel. Đó là ngày 25 tháng 12, vào ngày này, ở các nhà thờ sẽ trang trí cây thông, đèn lấp lánh để tưởng nhớ lại ngày Chúa sinh ra đời. Hết tháng 12, thì chúng ta sẽ lại bắt đầu một năm mới, với ngày đầu năm, ngày đầu mùa xuân, và cứ lặp đi, lặp lại như vậy. Như vậy là trong video hôm nay, chúng ta đã cùng tìm hiểu về các mùa trong năm. Các bé hãy ghi nhớ một số điều cần lưu ý sau nhé.
Một năm có 12 tháng, bắt đầu từ tháng 1 cho đến tháng 12. Một năm có 4 mùa, bao gồm mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Mùa xuân, bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 3, là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc. Mùa hạ, bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 6. Mùa hạ hay còn gọi là mùa hè, vì chúng ta được nghỉ hè. Mùa hạ thì thường có tiếng ve kêu, hoa phượng nở. Mùa hạ có thời tiết rất nóng. Mùa thu, bắt đầu từ tháng 7 cho đến tháng 9. Vào mùa thu thì có mưa, và cây cối thường rụng lá. Mùa thu còn gọi là mùa tựu trường, vì chúng ta phải đi học lại. Mùa đông, bắt đầu từ tháng 10 cho đến tháng 12. Mùa đông thường rất lạnh. Như vậy là video hôm nay đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bé ở những video sau nhé.